Sau thời gian sử dụng cái mẫu tai nghe không dây cao cấp giá rẻ của Xiaomi thì mình sẽ đưa ra một số cái cảm nhận cá nhân để bạn nào định mua thì chúng ta có thể cân nhắc ha. Thì hiện tại mức giá nó là điều chỉnh rẻ hơn nữa so với lúc mình mua là hơn 300 ngàn và hiện tại chỉ còn có 260 ngàn thôi. Thì link mình sẽ để phía bên dưới để các bạn nào tham khảo ha. Và mình sẽ nói về cá nhân mình cảm nhận về chiếc tai nghe này mình mua tại Thế Giới Động. Thì đầu tiên là về thời lượng pin ha. Và cái tai nghe bên trong á, thì mỗi lần mà sạc đầy á, nó báo đầy thì mình kết nối với điện thoại và mình nghe nhạc ở cái dung lượng cao nhất thì nó sẽ trụ được khoảng là 3 tiếng mấy ha. Thì nó cũng gần với lại cái thông số nhà cung cấp đưa ra là 4 tiếng ha. Rồi, còn về cái hộp sạc này thì nhà cung cấp đưa ra là 18 tiếng thì tức là khoảng hơn 4 lần sạc. Tức là mỗi lần mà sạc đầy cho cái hộp này á, nó sẽ báo đèn trắng nè các bạn. Và mình cắm cái tai nghe này vào mình sạc á, thì nó được khoảng 2 lần thôi. Tức là thấp hơn nhiều so với công bố của nhà sản xuất. Có lẽ là pin của cái hộp này đã là chai rồi. Khi mà các bạn hết pin thì nó sẽ chuyển về cái chế độ đèn đỏ ha. Còn về cái tốc độ sạc thì nhanh. Nếu như các bạn mua mà tình trạng mà pin nó thấp quá so với cái thông số thì các bạn cũng có thể là đổi trả lại Thế Giới Động với cái mức phí là khoảng mắc khoảng 10% cho lỗi nhà cung cấp nha các bạn. Đó, thì các bạn cũng nên cân nhắc vấn đề này. Nếu như các bạn cảm thấy với cái số tiền các bạn bỏ ra cái thời lượng pin như vậy là đã ổn rồi. Tại vì đây là một thiết bị hàng gọi là trưng bày thì nó cũng đã được nó cũng đã chai pin phần nào. Nhưng mà các bạn cảm thấy là cái đó nó quá thấp so với cái thông số thì các bạn có thể tiến hành trả và mất phí 10%. Với mẫu tai nghe này thì đúng là nó có hay hơn so với một số mẫu tai nghe mà mình mua giá rẻ hơn trước đây ha. Nhưng mà mình cảm thấy là nó ý là nó cũng không khác biệt quá nhiều nha các bạn. Còn về cái phần tai nghe này, về cái phần thiết kế, cái phần đeo á, cái phần đeo này thì nó giống như là của Apple, nhưng mà mình đeo vào tai thì có lẽ do cái thiết kế tai của mỗi người mỗi khác á, mình cảm thấy là nó hơi rộng và khi mà các bạn nằm thì nó dễ bị rớt ra ha. Thì đó là một số chia sẻ về mặt thiết kế, về thời lượng pin cũng như là mức giá hiện tại của cái thiết bị này khi mà cũ ha. Đó, rồi còn về cái mặt khác nữa mà mình cảm thấy là thứ nhất là khi mà các bạn đã kết nối được với một thiết bị rồi á thì mở ra kết nối lại các lần tiếp theo thì rất là nhanh và nó nhạy hơn rất là nhiều so với những cái mẫu tai nghe giá rẻ. Tức là nếu như bạn nào mà sử dụng một chiếc điện thoại và kết nối một lần thì có lẽ nó sẽ thích hợp cho những bạn đó ha. Còn bạn nào mà muốn sử dụng nhiều chiếc điện thoại khác nhau, nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau mà muốn kết nối cái này rồi ngắt giống như là cái điện thoại các bạn hết pin đi, các bạn muốn kết nối nó với một cái điện thoại khác để xài nữa thì bây giờ mình sẽ vào thử phần cài đặt, rồi mình sẽ bật Bluetooth lên nè các bạn. Rồi ok, mình sẽ lấy cái mẫu tai nghe này ra ha. Đây, lấy mẫu tai nghe này ra và mình tìm riết thì không được các bạn, không phát hiện được cái mẫu tai nghe này ha. Khi mà không kết nối được với những thiết bị khác thì phải làm như thế nào? Thì ở đây nó có một cái nút nè, nó tương tự như một cái nút reset vậy, mình sẽ bấm thử ha. Đó, thì khi mình bấm thì cái đèn ở đây nó nhấp nháy nè. Đó. Rồi, nó bật đèn đỏ lên rồi ha. Bật đèn đỏ rồi. Bây giờ mình sẽ tháo ra và mình sẽ cho cái iPhone này kết nối thử xem. Đây, khi đó nó mới nhận được cái thiết bị nha các bạn. Đó, khi đó mới nhận được thiết bị nè. Rồi, khi đó nó mới kết nối được nha. Tức là nó kết nối với một thiết bị và nó nhớ thiết bị đó. Các bạn muốn kết nối với các thiết bị khác nữa thì các bạn phải bấm vào cái nút reset này ha. Tức là nó khác với những cái mẫu tai nghe giá rẻ hơn thì trước đây mình đã làm á. Thì ví dụ như các bạn ngắt kết nối với điện thoại này thì nó có khả năng kết nối với cái điện thoại khác ha. Còn cái này ngắt thì nó vẫn không kết nối được mà các bạn bắt buộc phải reset nó mới kết nối được với các thiết bị khác. Thì cái này nó cũng có điểm lợi và có cái điểm hại thì tùy theo cái nhu cầu. Ví dụ như nó có lợi khi các bạn sử dụng một chiếc điện thoại thôi. Và ví dụ như những người khác mà muốn mượn cái tai nghe của các bạn á, thì các bạn người ta đâu có tìm được cái Bluetooth đâu, không thể kết nối được ha. Còn nếu như bạn có nhiều thiết bị khác nhau mà các bạn muốn kết nối hết cái này tới cái kia thì nó lại không có, thì nó lại là nhược điểm nha. Và có một số mẫu tai nghe nó còn cho phép các bạn kết nối nhiều chiếc điện thoại khác nhau cùng một lúc nữa nha. Và cái phần mà cảm biến trên chiếc tai nghe này rất là nhạy, khi bạn đeo lên tai thì nó sẽ phát hiện là chúng ta đeo và nó sẽ phát âm thanh và lấy ra thì nó biết chúng ta không đeo và nó sẽ ngừng cái âm thanh đó. Nhưng mà cái cảm biến nó thì giống như là cảm biến tiệm cận thôi. Khi mà các bạn bỏ vào tai, các bạn chạm vào cái cảm biến đó thì
nó sẽ tự động phát nhạc, thì nó cảm nhận được là cái bàn tay các bạn chính là cái tai các bạn đang đeo. Vậy là sau những cái ưu điểm và những cái nhược điểm mà sau thời gian mình sử dụng cái chiếc tai nghe này á, thì các bạn thấy là nó có phù hợp để với các bạn hay không? Tại vì hiện tại cái mức giá của nó đã được điều chỉnh về mức chỉ bằng 1/10 so với cái lúc giá nó mới ra mắt. Và các bạn lưu ý đây là hàng cũ, hàng trưng bày, có cái sự hao hụt về pin này kia ha. Và liệu các bạn có chấp nhận điều đó hay không? Các bạn có thể comment phía bên dưới video. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.